Dạ chào mấy chị mấy cô nha. Trời ơi, hôm nay trời mưa luôn rồi. Dạ, nổi tiếng luôn, nổi tiếng luôn. Dạ, thổ chút ra mình giúp trong đây đúng không ta? Giúp phòng trọ trong đây hả? Trong đây có ai bị gì không chị? Ngon lành hết hả? Dạ, vô đây coi. Dạ, dạ. Rồi mình ngày hôm nay thì nhóm lắc hoài mình vào trong đây hỗ trợ bà con thuê trọ trong đây nha. Trong đây mình ổn hết á mấy anh chị. Đó, đây. Đây là nguyên dãy trọ nè. Đó, chào cô nha. Dạ. Dịch giả vậy sao cô? Có khó khăn gì nhiều lắm không? Hả? Cũng bình thường, cũng khó mà ở đây ngọn bỏ cục rồi. Còn như là người ta hỗ trợ là ở ngoài đó, còn em ở phía trong cái ngõ cục đó, nên ít ai vô nhiều con. Dạ, dạ. Trong đây ít ai vô con? Nói chung là hẻm cục với là khó vô, vô không dạ. Có ai được vậy. Dạ. Chứ ở trên phường thì cũng có hỗ trợ. Dạ, rồi để đi tham quan đây một vòng cái. Đó, mọi người trong đây đó, bà con thuê trọ nó trẻ nhỏ ha. Chào chị. Đó. Thấy chưa, thấy cuộc sống những người ở nhà trọ, nhà thuê chưa? Rất là khó khăn. Đó, trong sâu đây. Quý vị thân mến thì ngày hôm nay đi chung với Lý Lắc thì có Sơn Sàm nữa bà con. Đó, có con Sơn Sàm đi theo nữa. Sơn Sàm ngày hôm nay đi theo Lý Lắc nữa. Đây, Sơn Sàm đang đứng ở ngoài. Tới phát mà ngay lúc trời mưa luôn thôi. Để cho các anh tội phải đi trời mưa này. Rồi bây giờ vậy nè bà con ơi, bây giờ trời nó mưa. Bây giờ mình có ai ở trong đây đại diện thanh niên mình xuống cái đồ này. Xuống đồ sau đó mình chia ra 40 phần, chia trong hẻm nó đi ha. Dạ. Dạ. Chết ngồi xe đã vô rồi. Rồi. Xe vô dướng xe rồi. Anh chạy vô cho có cái chỗ quay đầu của anh. Dạ dạ. Rồi đây đây đại diện có thanh niên đâu hết rồi. Sớm này không có ai thanh niên hả? Rồi mọi người đứng nói chung là đứng xa xa nhau ra đi đừng. Tản ra thì giải tản giấy rồi, tại gì giải tán đi. Ăn tinh đi vào làm ăn tinh đi. Anh vô phụ. Chị ra đi em vô anh làm cái gì. Đó thì đây là có rau nè, có bí nè. Bí rồi đậu que, trứng, nước tương, gạo. Lên TV luôn. Các anh chị coi kênh YouTube Sơn Sàm TV nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Rồi bây giờ mình bà con ơi mình chia cái này ra thành 40 phần đi. Đó. Thì nước tương mỗi người chai nè. Sữa thì ở lộn trứng. Trứng mỗi người coi chừng dập trứng á chị. Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi, dập bể trứng hết. Trời ơi. Chị mới nâng trứng rồi, chị mới nâng đứng che cái camera. Kêu cái thằng Sơn Sàm đi theo nó che camera không à. Đó. Chị nâng trứng nhẹ nhẹ thôi, bể trứng hết. Đó. Rồi gạo này là một người một túi. Bây giờ chị ơi trong nhà có gạo mưa không? Có gạo mưa là che cái gạo này liền. Lấy cái mưa che gạo liền để nó nước. Đúng chưa? Của cô hàng. Ba Hồng lấy ba bịch gạo đi. Từ từ cô ơi. Sắp tới giờ hết rồi mới đưa được cô. Dạ. Sao? Cố gắng không chảm chờ 2 tiếng nữa nha cô. Không phải, tưởng đâu là đất đó là nước. Bây giờ không có tưởng nữa cô, bây giờ mình phải chờ thôi, chia ra cái nữa. Đó. Yên tâm ai cũng có phần hết á. Ừ. Ủa mà trong danh sách nó có phần thôi nha.
Rồi với sữa này thì ở đây có 20 mấy em bé không chị? Dạ. Đó thì cái sữa này thì mỗi bé sẽ nhận được 4 lốc. Dạ. Kênh nhiêu lọc? Kênh nhiêu lọc? Nó dở kênh lý lắc về lắc chị. Lý lắc về lắc. Ăn chị vô sơn sàn TV cũng có. Sơn sàn là kênh cái thằng này. Dạ. Đó đây bà con đang tấp nập nè, đó. Tưng bừng khói lửa qua lá chưa? Một thùng này cái gì? Một thùng này là 48 lốc, 12 lốc, 48 lục sữa. À, bên đây mấy chị bên đây đang chia trứng gạo nè, nước tương. Lấy cho cô này trước đi, cô này cổ cái chân cổ đứng lâu tội nghiệp cổ. Chị ơi, đưa cho cô này trước đi. Đó. Cô bữa giờ dịch giả vậy khó khăn nhiều không cô? Hả? Mới xong nè, cho mấy con đi chợ để có ăn nè. Đó. Nói chung là ngày hôm nay cũng thay mặt Mạnh Thường Quân trao ít quà nha, cho cô nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn mấy con nhiều. Dạ. Đó, ngày nay đây nha, phóng viên cho. Alo, rồi. Đứng xích vô cho xe ta chạy rồi, rồi chị ơi. Có chừng máng vô cái máy quay của em nha. Đó. Đó. Rành chưa? Đó, chờ chưa? Hôm nay là cho 40 phần nha bà con. Đó, cho 40 phần. Mỗi người là một chai nước tương. Một chai nước tương rồi một chục trái trứng vịt. Rồi 5kg gạo, có bí, có đậu que. Nha. Qua luôn anh Grab ơi. Hả? À, anh chở đồ hả? Ủa nó chở đi đâu? À vậy hả? Rồi ok. Trời ơi, tưởng đem đi bán lại chứ. Đây là sữa của nhà tài trợ, sữa Acti Iwirao nha. Rồi ok. Ôi. Sao chị? Sao chị? Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Mạnh gì? Mạnh gì? Mạnh Thường Quân. Chúc đỡ cho các chị em ở nhà trọ. Dạ rồi. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Anh ơi, cảm ơn. Rồi, không có gì. Con gạo nè. Bên đây lấy gạo chưa? Gạo lấy chưa? Bé gái kia lấy gì chưa? Cầm cái chai cồn không vậy? Con thiếu 5 bịch gạo nữa. Thiếu gạo hả? Dạ. Bao nhiêu phần đây đâu? Cái này 12. 40 phần mà. 40 phần, đủ 200kg mà. Đủ 200kg gạo. 13, 17, 27. Mấy chị ơi, gạo này á là mỗi người 5kg. Mấy chị ơi. Mấy chị nghe nói là người 5kg gạo nha. Một phần là 5kg gạo. Trời ơi mấy. Ôi bà con ơi, cho nghe nói cái này bà con ơi. Nói chung là ngày hôm nay là có Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ. Em gái cho anh nói xíu, em gái anh quay phim anh nói xíu em gái. Chị ơi, chị quay qua đây quay phim nói cái để đây chị đứng, mấy chị đứng ở đây cho quay phim nói vài câu. Trời ơi, như cái chợ vậy. Trời ơi, bữa nay y chang như cái chợ luôn, má ơi. Cái này là cái chợ gì? Cái chợ luôn. Mời chị gái. Chị bán cá hay là bán tôm vô đây? Rồi đứng xếp hàng ở đây nè. Chị này đẹp nhất nè. Đây. Chị Bảy cho em. Chị Bảy, chị Tư, chị Năm cho tôi phát biểu một cái. Trời ơi. Một phút mặc niệm bắt đầu. 2 3 nhạc. Ten. Chào cơ, chào. Có mình ông này à. Chào cơ, chào. Chào cơ, trời ơi. Rồi đó, nói chung là ngày hôm nay có Mạnh Thường Quân hỗ trợ rồi giúp đỡ cho bà con, của ít lòng nhiều. À, một số quà nhỏ nhỏ gồm có rau từ Đà Lạt,
rồi chiến dịch thì từ ngoài ruộng vô đó, gạo thì ngoài ruộng luôn, rồi nước tương tan nấy tử, rồi với có sữa, sữa của công ty sữa hạt ti trao tặng bà con, cho chào tay bà con ơi. Ok, chị có muốn bàn thiện gì không? Cảm ơn bên mạnh thường quân đã giúp đỡ bên các phòng trọ, các dãy phòng trọ như hỗ trợ bên các em ha. Rồi bên anh là cái gì nhỉ? Lý Lắc Vlog Sơn Sam. Lý Lắc Vlog thì Sam TV. Cảm ơn các anh nha. Rồi. Tất cả quý vị an toàn mùa dịch. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe, an toàn mùa dịch cho bà con ơi. Vợ cho chào tay nữa bà con ơi. Ừ. Rồi bà con chờ xíu để xe lửa đi qua coi. Rồi ok. Rồi bây giờ ở đây có ai muốn, có ai khó khăn gì mà tụt cùng, có muốn chia sẻ gì không? Tụt cùng khó khăn. Có tụt cùng gì không? Có. Tụt cùng hay là tụt quần? À, khó khăn tụt quần hay là tụt cùng? À, rồi nói chung là thôi. Rồi thôi chúc bà con nhiều sức khỏe, chào bà con nha. Trời ơi, nãy giờ sùng quá trời rồi. Rồi thôi nhóm xin phép lên đường nha bà con. Ok. Sao quý vị thấy không? Sùng vô cái chợ nữa. Người ta nói là coi như là hai người phụ nữ với con vịt tạo thành cái chợ rồi. Bây giờ quý vị thấy không? Quá trời sùng trời đất luôn á. Chịu không nổi luôn á. Trời đất ơi. Mấy chị ơi, chia quà đừng có cãi lộn quýnh lộn nha. Trời ơi, giả gì mình muốn